Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 6 hình học nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là cái bài số 7 độ dài gọn thẳng các bạn. Bài số 7 độ dài gọn thẳng. Thì mình đã tới mục số 2 các bạn. Cái mục thứ nhất là đo độ dài, thì cách đo như thế nào thì mình đã hướng dẫn với tất cả các bạn vào bài trước rồi nha. Các bạn nào mà muốn tìm lại cái bài trước thì các bạn có thể vào mục miêu tả mà để xem cái đoạn clip đó nha các bạn. Thì cái mình chủ hôm nay mình tập trung vào vấn đề ở số 2, đó là so sánh gọn thẳng, độ dài gọn thẳng. Muốn so sánh gọn thẳng, hai gọn thẳng hay là ba gọn thẳng hay bốn gọn thẳng hay năm gọn thẳng đều giống nhau nha các bạn. Thì giống như muốn so sánh nè, các bạn nhìn trực quan đi, đây cái thước này với cái bút này cái nào dài hơn à. Muốn biết nó dài hơn thì bước đầu tiên các bạn xác định nè, xác định ở về cái thước nó, cái thước nó dài hơn một khúc nè các bạn, hình dung không, dài hơn khúc nè. Vậy muốn đo, muốn biết được cái thước hay cái bút dài hơn thì các bạn chỉ cần đo thôi các bạn. Thì ví dụ đoạn đây, đoạn AB đây, đoạn AB nhớ gọn thẳng là có hai cái gọn mút hay là còn hai cái đầu á. Tiếp đoạn CG đây, tiếp đoạn EF đây. Rồi, để muốn biết là xác định là đoạn AB, đoạn CD, đoạn EF như thế nào thì ta sẽ dùng cái thước đó đo. Thứ nhất đo EF, EF là 5 cm. Tiếp AB 5 cm. Tiếp 7 cm. 7 cm. Vậy dựa vào độ, dựa vào số đo mà mình đo được thì mình sẽ biết được đoạn nào với đoạn nào bằng nhau, đoạn nào với đoạn nào lớn hơn, nhỏ hơn, vân vân và vân vân. Rồi, thì dựa vào số liệu mà mình đã đo được thì mình sẽ biết được đoạn AB sẽ bằng đoạn EF. Lý do hai thằng này đều bằng 5 cm. Đó, đây là bằng nhau. Thứ hai, mình sẽ biết được đoạn AB sẽ nhỏ hơn đoạn CD. Lý do 5 cm nhỏ hơn 7 cm. Thứ ba, mình sẽ biết được đoạn CG sẽ lớn hơn đoạn EF. Lý do 7 cm lớn hơn 5 cm. Vậy để so sánh độ dài gọn thẳng thì các bạn chỉ cần đo để mà mình biết được số đo của độ dài đó. Xong dựa vào số đo các bạn sẽ tìm được, so sánh được là bằng nhau hay là lớn hơn hay là nhỏ hơn, vân vân và vân vân nghe các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Đó là cái cách so sánh độ dài gọn thẳng nha các bạn. Các bạn nào mà còn vướng mắc chỗ nào thì các bạn có thể comment, mình sẽ giải đáp lại sau nha. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.